Rõ ràng là cái trường này đam mê cầu thang hay sao á. Chứ tôi đi mới có 3 chỗ mà thấy chỗ nào cũng có cầu thang hết. Đặc biệt là chỗ này đại hội cầu thang, nhìn mà muốn đi thang máy luôn đó. Không nói vậy thôi chứ thiệt ra là trường nào cũng có cầu thang hết. Nhưng mà kiến trúc trường này thì tôi thấy khá đẹp. Mấy ngành nghệ thuật của trường Uni Melbourne đang đứng số 1 ở Úc luôn đó chứ. Không biết là nghệ thuật với design nó có giống nhau không ta. Nếu đại học Sydney là trường Harry Potter phiên bản Úc thì trường này nó cũng na ná vậy. Ủa bà Dương? Dương Lai. Trời đã coi hết hồn bà nội à. Mùa xuân sắp tới cho nên là hoa nở tưng bừng, nhìn nó càng thêm thơ mộng. Đại học Sydney và đại học Melbourne thì nó chung chung phong cách. Mấy chỗ tôi đi nãy giờ là người ngoài đều có thể vô đây chụp hình để tham quan. Và đây là thư viện chỉ dành riêng cho ngành art, là nơi có cái cầu thang ngay đầu clip đó mọi người. Và sự đặc biệt của cầu thang này là nó còn có ở phía dưới nhìn lên nữa chứ không phải là chỉ ở trên nhìn xuống. Giờ tôi sẽ đổi gió cho mọi người coi một cái gì đó hiện đại. Mình sẽ đi bộ qua khu kế bên chung một cái tổ dân phố khoa nghệ thuật thì đây. Tòa bên đây là phòng học và nơi trưng bày, phòng triển lãm tranh các kiểu. Đặc biệt trường này tôi coi trên bản đồ thấy có rất nhiều bảo tàng. Mấy cái chỗ này nó rộng nó to ghê á. Nhìn tôi như lọ lem đi lạc trong lâu đài vậy đó. Nhưng mà lọ lem bộ đồ hơi kỳ nha.